Em thích nhất là bạn nữ dịu dàng, bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xanh xanh đó anh. Nó như mì tôm á anh. Mời bạn trai. Mời đi bạn. Mời bạn gái. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em. Em tên là Lê Minh Dũng, em sinh năm 93. Hiện tại em đang là kỹ sư hệ thống. Đó là một ngành trong công nghệ thông tin. Bạn làm ở đâu? Em làm ở ngay vòng xoay Dân Chủ anh. Gần ở đây. Dạ. Ở quê ở đâu Dũng? Em đang sinh sống ở Biên Hòa. Là mỗi ngày em đi về thành phố Hồ Chí Minh với Biên Hòa hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chàng trai ở bên. Em tên là Nguyễn Trang Thành, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và hiện nay thì em đang làm kế toán. Em cũng có một cửa hàng nho nhỏ bán quần áo ở trên đường Huỳnh Văn Bánh á. Em có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không ạ. Bên kia là sinh năm 93 là 25 hả em? 25 ạ. 25 đúng rồi, em là sinh... Dạ em là sinh năm 90, em 28 tuổi. Tám. Dạ. Bạn trai có vấn đề gì về vấn đề tuổi tác không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì thoải mái ha, mình em giới thiệu. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Đúng rồi. Điểm mạnh của em á thì em là người quyết đoán, em có ý chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em á thì thực sự là cái thân hình của em á nhìn nó nhỏ nhắn, không có được manly lắm. Cộng với lại là cái tính em rất là nóng tính nữa. Ồ, người gì mà nóng tính à? Dạ. Không được manly mà sao nóng tính? Dạ không manly chứ không phải là bên trong không manly ạ. Nó chỉ là bên ngoài thôi ạ. Nhưng mà anh thấy em đầy nam tính đó chứ. Rồi bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Em rất là hòa đồng, em biết nấu ăn, cũng rất là dễ tính. Mọi thứ thì em rất là dễ chịu. Vậy là được rồi, còn điểm yếu của mình? Tuy là em rất là hòa đồng, rất là dễ tính nhưng mà em cũng có những cái nguyên tắc. Thành ra là nếu mà ai đụng vô cái nguyên tắc của em thì em rất là khó. Nguyên tắc gì? Ví dụ cụ thể luôn đi em. Dạ mình đang mệt á mà ai mà cứ hay bắt chuyện mình nữa thì mình sẽ rất là khó tính. Dạ lúc đó chắc em chửi. Em chửi luôn á? Vậy làm sao ta biết lúc nào em mệt, lúc nào em vui? Dạ nên em cũng thấy có nhiều khi em sai quá. Mệt mình phải nói hoặc để cái bảng đang mệt miễn tiếp khách, thí dụ vậy. Dạ. Nên nhiều khi em mệt á là cái mặt của em nó rất là lạnh lùng. Đâu ví dụ mặt lạnh lùng sao đâu? Tại vì đang lúc này đang vui quá. Lúc này đang vui quá hả? Dạ. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Rồi, tình trường của em thì sao? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình nhưng mà không có đi đâu tới đâu hết. Coi như là cái thời gian mà em không còn yêu ai nữa, ngưng là khoảng cả 4 năm. Em đi làm, tối về là cũng mệt quá rồi, lâu lâu là đi uống cà phê với bạn bè, đi ăn gì thôi. Dạ, thành ra là cũng không có tiếp xúc gì với mọi người nữa. Rồi, để coi chàng trai bên kia tình trường coi sao, có kinh nghiệm gì không ha. Dùng mấy mối tình rồi? Thì em cũng có vài mối tình nó không đi đến đâu. Cái lý do mà tới giờ em vẫn ế thì em nghĩ là do em khó tính. Có một số chuyện em thấy rất là nhỏ, như bạn nữ nói là đụng vào cái nguyên tắc của mình á. Cho nên là em rất là khó chịu trong những hoạt đó. Mà trong những lúc khó chịu, mà trong lúc nóng giận á, thì thay vì đôi khi thì em sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà do cái đôi khi cái tôi của em hơi cao cho nên là em toàn im lặng không anh. Cái đó cũng cá tính nhưng mà đôi khi nó cũng thất bại. Dạ. Nha. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích nhất là bạn nữ dịu dàng, chút cá tính cũng được. Và bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xanh xanh đó anh. Kiểu tóc hơi xanh xanh. Dài hơi xanh xanh nữa ha. Cái kiểu nó Bồng bền nữa. Dạ nó như mì tôm á anh. Em thích nhất là một bạn nữ mà thông minh, nhanh nhạy. Em rất thích điểm đó luôn. Có điểm gì em không thích cho người phụ nữ không? Là họ hút thuốc lá. Em còn vẫn quan trọng tính cách, bởi vì em gặp xong thì em mới biết được là em có thích hay không. Rồi, một chút xíu hai bạn sẽ trao đổi ha. Dạ. Bây giờ bạn gái, mẫu người lý tưởng của em đặt ra là như thế nào? Dạ, em không có đặt nặng cái vấn đề ngoại hình. Dạ, em chỉ cần là bạn nam đó phải chín chắn một chút. Dạ, với lại là không hút thuốc. Em không có thích bạn nam nhậu nhẹt. Thật ra thì em thích người con trai mà phải có chính kiến. Đơn giản ha. Chỉ cần quan tâm yêu thương mình thôi ha. Đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt. Mấy cái tiêu chí đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng 100% ạ. Đây sáng sủa lắm mà. Nhưng mà có gọi là quyết đoán trong công việc, người có lập trường vững chắc không? Em không dám nhận xét, tự mình nhận xét như thế, nhưng mà em nghĩ là em có. Dù em có chững chạc quyết đoán, em đẹp trai nhưng mà em vẫn là nhỏ hơn cô này 3 tuổi. Dạ. Người ta sẽ chững chạc hơn, trưởng thành sớm hơn em nữa. Em có ngại là em bị lép vế, em bị non hơn bạn gái không? Nếu mà em càng thích em càng thấy đó giống như một thử thách hơn đấy chứ. Mình học được quá nhiều từ bạn nữ hơn mình tới tận 3 tuổi mà. Nhưng mà học xong rồi có bỏ đi không? Cái chuyện đó thì để thời gian nó quyết định cần hơn là mình hứa trước từ bây giờ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em chung thủy. Sự nghiệp em đã ổn định chưa? Công việc thì ổn định rồi nhưng mà em mình muốn hơn nữa.
Đúng rồi, đương nhiên mình trẻ mình phải phải cầu tiến chứ. Nếu lập gia đình thì em định như thế nào? Dạ, hiện tại thì cũng có nhà dưới Biên Hòa và cũng có nhà trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là ở đâu cũng được ạ. Cố gắng lên một chút xíu nữa thuyết phục bạn nữ, bạn nữ dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Sẽ có mì tôm ăn mỗi ngày. Một đàn trai hình rất ok ha. Dạ em cảm ơn anh. Xin chào đàn gái. Ồ, rất là xinh. Chàng trai bên đây có vẻ cũng rất là công tử ha. Đẹp trai đó, chắc chắn là cũng có dễ nhiều cô để ý lắm. Đúng rồi, ghen không em? Cũng có ghen. Mà ghen cách nào? Thí dụ như em gặp một chàng người yêu của em đi với một cô gái nào đó. À, mét mẹ của bạn. Mét mẹ của bạn hả? Dạ, là mét dạ, chơi cho mét. Mét. Dạ, hồi nãy là giỡn với anh thôi. Thì em sẽ hỏi thử xem thử coi là mối quan hệ đó là gì để xem anh giải thích. Còn nếu như mà anh đi quá xa thì sẽ có những cái biện pháp khác. Dạ, nó mạnh tay hơn. Biện pháp từ từ tăng lên ha. Dạ đúng rồi. Em thích gì nhất về người đàn ông? Trầm tính. Dạ biết lắng nghe. Có thích đàn ông ga lăng không? Dạ thích. Một cô gái rất là dễ thương, dễ tính ha. Được đó, bản lĩnh lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với dạ chị đồng nghiệp. À chị đồng nghiệp, cho chị gặp đồng nghiệp của em. À, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay. Qua theo dõi hai bạn nãy giờ thì em có chút ý kiến á, là đối với bạn Dũng á, thì Hy thấy là Thành á, là một người lanh lẹ, quạt bác, hòa đồng. Nên là cái phần tuổi tác nó có hơi chênh lệch, nhưng mà cái ngoại hình của Thành á, nó cũng nhỏ nhắn dễ thương, nên Hy nghĩ là cái tuổi tác nó cũng không quan trọng. Còn về phía Thành á, thì Hy thấy bạn Dũng bên đây cũng là người nghiêm túc, dễ chịu, ngoại hình thấy cũng được, đẹp trai. Thì hy vọng là hai người sẽ bấm nút để có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn. Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai với lại em họ. Anh ruột á hả? Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì như này Dũng nói thì đúng á, Dũng là một người rất là cá tính đấy, và rất là quyết đoán đấy, thích là làm á. Còn nhận xét về bên bạn anh ấy Dũng. Dạ. Anh thấy được đấy. Chú tiến hành nhanh. Anh ủng hộ. Rồi, nhưng mà cái đó là tùy duyên của hai đứa nha. Có nghị quyết rồi đó. Chú tiến hành thì anh ủng hộ rồi đó. Anh thua mình nữa thôi chứ người nhà là ủng hộ hết trơn rồi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời hai bạn. Mì tôm. Chào bạn. À, hôm nay mình đi lên á, thì mình có mua một bó hoa để tặng bạn. Ừ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn gì? À, cảm ơn em. À. Được. Chủ động lên. À, thì để anh bắt đầu trước ha. À, tối mai em có rảnh không? Dạ rảnh. Em ở khúc nào á nhỉ? À, em ở quận 10. Vậy ngay chỗ anh làm việc luôn rồi. Tại mình hay gặp nhau được lắm á. Dạ. Yeah. Vậy thì tối mai á, sau khi anh làm việc xong á, anh sang rước em ha. Tụi mình đi ăn. À, em ăn nhiều lắm đó nha. Ừ, không sao. Anh á, thì khi thấy á, thì thấy em rất là một người rất là dễ thương. Thì cái chuyện tuổi tác á, thì không có quan trọng. Mà cái gương mặt anh á, thì hơi non. Chắc là mọi người sẽ thấy là hơi gai một xíu. Hả? Hơi gì? Hơi gai ạ. Không, chị thì thấy em không có gì gai. Nhưng mà từ lúc em chéo cái chân chị thấy gai á. Con trai phải banh banh ra chút xíu rồi. Rồi chị. Đó, đúng rồi. Đó, banh rồi. Chân lên gì? Thiệt tình. Anh là một người có vẻ ngoài nó không có được manly cho lắm, thì đôi khi anh cũng thấy hơi tự ti về chuyện đó. Theo suy nghĩ của chính bản thân em á, thì người đàn ông á không có cần thiết phải quá ngoại hình. Cái mà họ cố gắng thể hiện mình là cái thực lực của bản thân. Đó là cái suy nghĩ của em, nên anh cũng đừng có suy nghĩ gì về ngoại hình của chính bản thân mình hết á. Để hiểu nhau hay là để hiểu hơn về tính cách của em á, mình gặp ở ngoài á thì mình sẽ gặp nhau, mình nói chuyện được nhiều hơn. Có bấm nút thì mới gặp ở ngoài được. Dạ. Mà nói chuyện hồi không ai bấm nút hết là hết gặp ở ngoài luôn. Dạ, em thích tóc ngắn. Có sao không? Đối với anh thì nó không sao, nhưng mà đừng có ngắn như anh thì được thôi. Cái chuyện hôn nhân á thì anh phải 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh một mối quan hệ nếu mà dưới 2 năm á thì thực sự không có độ hiểu rõ. Anh em thì em có thấy ổn không? Em thì không có đặt nặng cái vấn đề là yêu rồi 2 3 năm cưới. Mình sẽ dùng cả đời để mình hiểu nhau, chứ mình không thể nào mà 1 năm 2 năm để mình hiểu hết được. Thì đối với em không có quan trọng cái thời gian để cưới nhau. Chỉ có điều là mình có đủ sẵn sàng hay không thôi, tại vì cái trách nhiệm phía trước. Đúng rồi. Cảm nhận bây giờ mọi người, hai người hãy nói lên cái suy nghĩ của mình hiện tại. Anh sẽ bấm nút. Và anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của anh.
Còn em? Em chưa có trả lời được là em có vấn đúc hay không. Cảm nghĩ của em á thì tại thấy anh trẻ quá so với cả em. Em còn muốn nói gì nữa không? Rồi nói nhất tất cả những gì suy nghĩ em. Đừng lo. Cơ hội cuối cùng mà để thuyết phục được cô ấy. Mạnh mẽ lên. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian thì nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay. Câu này hay. Đặt ra lên nút bấm đi các bạn. Anh có quá trẻ so với em hay thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, không phù hợp, không bấm. Hãy đưa ra quyết định của hai bạn sau 3 tiếng đếm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Chúc mừng em trai. Chúc mừng em gái. Hồi hộp không em? Dạ có. Lo quá hả? Dạ. Nào nắm tay nhau đi anh. Em trai rất là bối rối. Có sao? Thể trong giây phút này chúng ta không bao giờ quên được, đúng không em trai? Sao em hù em trai chị vậy? Hả? Là em chọn ảnh từ câu nói cuối. Còn mấy câu nói hồi nãy không có chọn. Câu nói cuối rất hay nha. Cảm giác em trai lúc này thế nào? Dạ thì may mà nhờ có câu nói cuối. Do mình cố gắng đó em. Dạ. Bây giờ chúng ta thể hiện những gì mà các bạn đã bấm nút thể hiện. Đó là gì? Hôn nhau. Đẹp quá. Đây là quà tặng một cặp gối của niệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% dành cho các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là phần quà của nhà tài trợ Human Gel gửi tặng hai bạn. Đây là những vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 chiến thắng. Dạ, cảm ơn. Rồi, nắm chặt tay nhau nào. Anh cũng thích nữa, mấy cặp này đẹp đôi lắm luôn á. Cố gắng nha. Bằng mọi giá nha. Dạ. Giữ lấy tình yêu này các bạn nha. Chúc mừng các bạn.